thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê. Một thiên đường đầy quá.
từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng. Nhưng mà anh làm thân theo cả lùng. Kiều ơi, anh muốn nghe nói với một người anh đã sầu gì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên vào hiểm ra nguy cho bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm. Thiên kỳ nhận là áng mây chui lòng còn sớm xe buồn lòng dung tương chợt nghe mềm yêu khi một lần Thiên Kiều ơi, có phải em và người yêu cùng nhau thầy quyền với thầy? Không, người ta vẫn hờn và xem em như kẻ là người xa. Trời ơi, kẻ bên yêu lại hờn xa lạ, thì còn đau sốt nào hơn? Gần gũi tất cả, gần gũi tất cả mà như vậy. Trời ơi, tình cắm đinh nên tình là tuyệt vọng. Tóc mây hoàng hoài bay trong gió lòng, như lòng của em đang báo động tới đời. Thiên Kiều, Thiên Kiều ơi, chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ. Lo sợ như đánh mất một cái gì cao quý nhất. Nếu như một mai giữa xa trường anh gục chết, ai sẽ là người đắp mộ cho anh?